Vipteen giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bóng ma canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đã đến với chương trình Sống Vui được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, việc tăng chiều cao cho con luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, để tìm ra được một giải pháp tăng chiều cao toàn diện cho con thì không phải là bậc phụ huynh nào cũng biết, đặc biệt là phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ. Trong chương trình Sống Vui ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề trẻ bứt phá chiều cao nhờ chọn đúng sản phẩm tăng chiều cao toàn diện. Và với nội dung này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào Mỹ Vân, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Thưa quý vị, trước khi trò chuyện với chuyên gia, xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây. Dạ thưa bác sĩ, kết quả thăm khám của con tôi sao rồi bác sĩ? Cháu có bị thiếu chất dinh dưỡng không? Sao tới tuổi dậy thì rồi mà sao cháu vẫn thấp còi? Qua thăm khám á, thì cháu nhà của mình á, đang bị suy dinh dưỡng thể thấp còi vì thiếu quá nhiều dinh dưỡng, nên đây cũng là lý do mà tại sao ở với tuổi dậy thì của cháu á, mà không thể phát triển về thể chất và chiều cao giống như những bạn cùng trang lứa. Theo như đó thì bên cạnh chế độ ăn uống á, thì chị cũng nên bổ sung thêm cho cháu những dưỡng chất cần thiết để giúp con là không chỉ tăng chiều cao mà còn phát triển một cách toàn diện nữa. Vậy bây giờ bác sĩ có thể tư vấn cho tôi cái sản phẩm nào có thể giúp cho cháu tăng trưởng chiều cao không bác sĩ? Tôi thấy hiện có phổ biến 5 nhóm sản phẩm để giúp trẻ tăng trưởng chiều cao. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm chỉ chứa canxi hoặc là canxi và vitamin D. Còn nhóm thứ hai là các sản phẩm chỉ chứa canxi, vitamin D và MK7, tức là vitamin K2. Còn nhóm 3 là các sản phẩm chỉ chứa một trong hai các nhóm thành phần trên kết hợp với các thành phần khác nhưng lại không chứa đủ những dưỡng chất sinh học thiết yếu. Bên cạnh đó, nhóm thứ tư là sản phẩm chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 cùng với chondroitin, DHA và các khoáng chất thiết yếu như là magie, kẽm, đồng, boron, silic và mangan. Nhóm thứ năm, sản phẩm chứa arinin và alpha GBC giúp là kích thích bộ não tiết ra những hormone tăng trưởng, và chị nên dùng sản phẩm này nếu như mà chị nhận thấy trẻ chậm phát triển chiều cao khá nhiều so với tuổi, và chị cần kết hợp với những sản phẩm tăng chiều cao cung cấp đầy đủ nhất các nguyên liệu thiết yếu cho xương phát triển. Như bác sĩ nói thì nhiều loại quá, bây giờ tôi phải chọn loại nào để phù hợp với con trai của tôi? Theo tôi thì chị nên chọn nhóm số 4, sản phẩm có chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 cùng với lại chondroitin, DHA và các khoáng chất thiết yếu như magie, kẽm, đồng, boron, silic và mangan. Vì đây là sản phẩm có thành phần toàn diện nhất, nhờ nó là hỗ trợ tăng trưởng chiều cao tối đa nhất, toàn diện nhất cho trẻ. Chị nên thử tìm mua dòng sản phẩm này cho con mình dùng thử. Tôi tin chắc rằng cháu sẽ phát triển chiều cao và thể lực tốt. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa chuyên gia, nhiều trẻ khi bước vào tuổi dậy thì lẽ ra trẻ phải rất là phát triển về cân nặng cũng như chiều cao. Tuy nhiên thực tế thì nhiều trẻ lại không được như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nguyên nhân vì sao khiến trẻ thiếu chiều cao so với các bạn cùng trang lứa? Xin được lắng nghe những giải đáp từ chuyên gia ạ. Chúng ta biết là cái vấn đề tăng chiều cao thì là một trong những vấn đề mà được rất nhiều các bậc phụ huynh bây giờ quan tâm. Nhưng mà trên thực tế thì cũng còn một số trẻ là khi mà đã qua cái tuổi dậy thì rồi thì cái chiều cao nó cũng không đạt được như mong muốn. Thì cái nguyên nhân hàng đầu tiên ấy thì phải nói đến là thứ nhất là do cái chế độ dinh dưỡng không cân bằng, không hợp lý. Tức là một cái chế độ ăn nó không cân bằng các cái chất dinh dưỡng, ăn quá nhiều chất ngọt, quá nhiều chất béo nhưng mà lại thiếu, đặc biệt là thiếu các cái vitamin, khoáng chất. Thế rồi cứ nghĩ là bổ sung thật nhiều canxi vào thì là con sẽ cao. Thế nhưng mà không phải như vậy. Vì chúng ta biết ví dụ như là canxi mà không hấp thu hết thì nó lắng đọng ở hệ thận tiết niệu, có thể gây tình trạng sỏi thận tiết niệu, hay là đặc biệt nó lắng đọng ở những cái bộ phận khác, ví dụ như là ở các cái mô cơ thì gây tình trạng vôi hóa mô mềm, là đặc biệt là rất là quan trọng nó lắng đọng ở cái thành mạch máu để có thể gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, ảnh hưởng đến các bệnh tim mạch sau này rất là nguy hiểm. Thế rồi ngay cả nói về cái chế độ dinh dưỡng ở đây thì ngoài cái việc mà những cái dưỡng chất này được cung cấp qua thực phẩm hàng ngày thì cái vấn đề lựa chọn những cái sản phẩm bổ sung nó cũng nằm trong cái yếu tố dinh dưỡng này, thì nhiều khi cũng lựa chọn những sản phẩm không đúng. Bởi vì chúng ta biết là nếu như là muốn tăng chiều cao thì chúng ta phải lựa chọn đúng cái sản phẩm mà nó có những cái chứa những cái dưỡng chất thiết yếu để giúp cho tăng chiều cao. Ví dụ như ở đây cái nhóm dưỡng chất ở đây phải chứa canxi, ngay cả chọn canxi chúng ta cũng phải chọn canxi dạng nano kèm theo vitamin D3, rồi MK7, đấy là cái bộ ba quan trọng nhất. Thế rồi bên cạnh đó thì phải cần bổ sung thêm một loạt các cái dưỡng chất khác cũng rất là quan trọng, ví dụ như là DHA, chondroitin, rồi boron, silic, mangan, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó nếu mà được bổ sung đầy đủ, bổ sung càng sớm càng tốt thì nó sẽ giúp cho trẻ tăng phát triển chiều cao. Ở đây một cái chế độ dinh dưỡng không cân bằng ở đây nữa, ví dụ như là cái chế độ ăn thiếu protein, thừa chất béo như là thiếu protein thì cũng có thể gây cho trẻ chậm phát triển chiều cao. Thế rồi một cái chế độ ăn ví dụ như là ăn quá mặn chẳng hạn thì cũng làm mất canxi qua nước tiểu. Nguyên nhân thứ hai ở đây nữa thì chúng ta biết là cái thói quen ít vận động. Bây giờ chúng ta biết là trẻ nhỏ bây giờ thì không như trước kia, cái trò chơi của các cháu không phải những cái trò chơi dân dã xưa kia mà bây giờ thì suốt ngày là tivi, máy tính. Thế cho nên là nếu như các cháu được quan tâm, được gia đình quan tâm chăm sóc từ nhỏ, đã tạo cho trẻ cái thói quen yêu thích vận động thể dục thể thao thì đấy mới là cái yếu tố rất là quan trọng để giúp tăng chiều cao. Thế còn một cái yếu tố thứ ba chúng ta cũng không thể phủ nhận được, đó chính là yếu tố di truyền. Tuy nhiên ấy, thì cái yếu tố di truyền ở đây ấy, nó chỉ đóng góp khoảng hơn 20%, 23% thôi. Nếu như dù là chẳng may những cháu bé mà được sinh ra ở những gia đình mà có bố mẹ chiều cao khiêm tốn, nhưng mà bố mẹ biết quan tâm chăm sóc dinh dưỡng cũng như là chăm sóc vấn đề giấc ngủ cũng như là vận động cho trẻ thì chúng ta vẫn có thể cải thiện chiều cao cho trẻ, mặc dù là có vấn đề ảnh hưởng của yếu tố di truyền. Vậy thưa chuyên gia, có biện pháp nào được coi là giải pháp toàn diện để tăng chiều cao cho trẻ em cũng như là thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay không ạ? Ở đây thì có lẽ là giải pháp đầu tiên tôi phải nói đến đó là chính như tôi nói là cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng thấp chiều cao cũng như là suy dinh dưỡng thấp còi từ ngay khi trẻ còn nhỏ, đó là thiếu các cái vi chất dinh dưỡng. Thế cho nên là có nghĩa là cái giải pháp đầu tiên ấy, là các bậc phụ huynh của chúng ta phải chú ý đến, chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm mà có thể chứa đầy đủ những cái dưỡng chất để giúp cho trẻ một cái phát triển một cái chiều cao toàn diện. Thì cái bộ dưỡng chất ở đây thì thứ nhất ở đây, cái yếu tố quan trọng nhất ở đây là phải chọn cái bộ dưỡng chất thứ nhất là có chứa 3 cái thành phần rất là quan trọng, đó là canxi nano, vitamin D3 và MK7. Đấy. Bên cạnh đó thì kèm theo một loạt các cái dưỡng chất thiết yếu khác, ví dụ như là chondroitin, DHA, boron, silic, mangan. Đấy. Phối hợp cùng thêm vào với cái bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 thì sẽ giúp tối ưu cho trẻ có thể tăng phát triển chiều cao. Và ở đây thì tôi muốn phân tích rất là rõ để cho các bậc phụ huynh của chúng ta hiểu là tại sao chúng ta lại phải lựa chọn cái sản phẩm như vậy thì mới là cái giải pháp tối ưu để tăng chiều cao cho trẻ. Thì chúng ta biết là ngay cả canxi cũng vậy thôi, chúng ta biết là canxi thì có rất là nhiều dạng khác nhau. Ở canxi vô cơ thì tất nhiên là không hấp thu được bằng canxi hữu cơ rồi, nhưng mà canxi hữu cơ ở đây chúng ta lại phải chọn canxi dạng nano thì nó sẽ hấp thu tốt hơn. Vì sao? Chúng ta biết là canxi dạng nano ấy, thì cái kích thước phân tử của nó rất là nhỏ, tính bằng nanomet, tức là khoảng chỉ dưới 60 nanomet thôi. Thế thì khi mà chọn canxi dạng nano thì thứ nhất là cái khả năng hấp thu của nó là cao gấp 200 lần so với canxi dạng thông thường. Thế cho nên là khi mà chúng ta dùng thì thứ nhất là cái số lượng phải dùng là cũng ít hơn, và thứ hai nữa lại hấp thu tốt như vậy thì nó sẽ tránh được những cái tác dụng phụ gây nên do tình trạng lắng động thừa canxi. Vì chúng ta biết ví dụ như là canxi mà không hấp thu hết thì nó lắng động ở hệ thận tiết niệu, có thể gây tình trạng sỏi thận tiết niệu, hay là đặc biệt nó lắng động ở những cái bộ phận khác, ví dụ như là ở các cái mô cơ thì gây tình trạng vôi hóa mô mềm, đặc biệt là rất là quan trọng nó lắng động ở cái thành mạch máu để có thể gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, ảnh hưởng đến các bệnh tim mạch sau này, rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó thì ngoài việc lựa chọn canxi đúng là canxi nano ra thì các bậc phụ huynh chúng ta phải lựa chọn sản phẩm có kèm theo 2 cái dưỡng chất rất là quan trọng, đó chính là vitamin D3 và MK7, tức là vitamin K2. Thế thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta biết là canxi muốn hấp thu được vào trong cơ thể thì phải nhờ có vitamin D3. Nếu như là chỉ có uống một bình canxi không thôi thì cái lượng canxi hấp thu vào trong cơ thể chỉ được khoảng 10% thôi. Và có vitamin D3 nữa thì mới cũng chỉ hấp thu được 40% thôi. Cho nên một cái dưỡng chất thứ ba rất quan trọng phải đi kèm theo, đó chính là vitamin K2 dạng MK7. Thì chúng ta biết là MK7 là loại vitamin K2 có nguồn gốc từ tự nhiên mà nó có tác dụng kích hoạt một cái loại protein là oxytocin được sản xuất ra từ các cái tế bào tạo cốt bào. Nhưng mà cái oxytocin này khi mà nó không có MK7 thì nó không ở thể không hoạt động, và khi có dùng thêm MK7 vào nữa thì nó sẽ kích hoạt cái protein này, nó trở thành thể hoạt động, và hoạt động thì nó mới gắn canxi để đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Ở đây chúng ta biết là canxi khi vào được trong cơ thể rồi thì không phải tự nhiên nó chạy được đến xương, tự nhiên nó chạy được đến răng, hay là tự nhiên nó chạy đến chỗ khác, mà nó phải gắn vào một cái phân tử protein, và cái phân tử protein này chỉ trở thành thể hoạt động khi có kích hoạt của MK7. Cho nên người ta ví MK7 như là một cái chất dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Và đồng thời thì nó lại giúp giúp đưa canxi ra những nơi không cần thiết để tránh những cái tác dụng phụ của canxi. Và một cái điều rất quan trọng của MK7 ở đây là nó lại còn là một cái yếu tố tăng cường kích thích cơ thể tổng hợp collagen. Chúng ta biết collagen cũng là một cái loại protein mà có chứa rất nhiều ở trong cái thành phần của xương khớp. Và collagen, cái thành phần cấu tạo ở trong xương là thành phần chất hữu cơ, nó như là một cái mạng nhện để nó gắn các cái phân tử canxi, phosphor, magie, canxi vào cho nó làm cho xương chắc, khỏe và dẻo dai. Thì đấy là ba cái yếu tố dưỡng chất rất là quan trọng. Thế và bên cạnh đó tại sao lại cần thêm những cái dưỡng chất khác như là chondroitin hoặc là DHA? Thì chúng ta biết chondroitin là một cái chất mà nó giúp kích thích cái sụn tiếp hợp, tức là cái sự nối giữa hai đầu xương ấy. Nó làm cho cái xương ấy nó gắn cái phân tử canxi vào, làm cho xương phát triển dài ra, đặc biệt ở những cái cháu đến tuổi dậy thì và tiền dậy thì. Thế rồi DHA thì có tác dụng rất là quan trọng là nó sẽ giúp cho các cái xương nó chắc khỏe hơn, cái bè xương nó chắc hơn. Cho nên các cháu có cái chiều cao không những là cao mà cái xương lại chắc khỏe và dẻo dai nữa. Rồi một loạt các cái dưỡng chất khác như bron, silic, mangan thì cũng là những cái yếu tố, magie nữa là những cái khoáng chất mà cũng đóng vai trò quan trọng trong cái cấu tạo cấu trúc của xương. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải lựa chọn một cái bộ sản phẩm để giúp trẻ phát triển chiều cao toàn diện, tôi xin nhắc lại đó là phải đủ, thứ nhất là bộ quan trọng nhất là bộ ba canxi, nano, vitamin D3, MK7 và thêm một các nhóm dưỡng chất rất là thiết yếu quan trọng nữa, đó là chondroitin, DHA, bron, silic, mangan. Khi mà chúng ta lựa chọn được cái bộ sản phẩm có đủ những cái thành phần dưỡng chất như trên thì sẽ giúp cho trẻ phát triển chiều cao một cách tối ưu. Và tất cả những cái dưỡng chất đó thì đều có trong bộ sản phẩm tăng chiều cao Vipteen. Và cái yếu tố thứ hai hết sức quan trọng, chúng ta phải phối hợp những cái biện pháp này thì mới giúp cho trẻ có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu. Chúng ta bổ sung cái sản phẩm tăng chiều cao toàn diện ấy liên tục đúng thời điểm, và thứ hai là bổ sung ngay từ giai đoạn em bé còn nằm trong bụng mẹ, nhất là trong 2 năm đầu đời nữa. Thế rồi là tiếp tục cả những năm sau này, rồi đến những lứa tuổi dậy thì nữa thì chúng ta cần phải bổ sung gần như trong suốt cả cuộc đời. Thế và chúng ta phải phối hợp cái vấn đề giấc ngủ của trẻ, và cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề vận động và cái môi trường sống trong lành. Như chuyên gia vừa chia sẻ thì để trẻ phát triển chiều cao toàn diện, nhất là trong giai đoạn dậy thì cần phải lựa chọn những sản phẩm tăng chiều cao toàn diện. Vậy thì chúng ta có những nguyên tắc nào để lựa chọn được sản phẩm tăng chiều cao đúng? Xin được lắng nghe những giải đáp từ chuyên gia ạ. Vâng. Thì chúng ta biết là hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm để giúp hỗ trợ tăng chiều cao. Nhưng mà để mà giúp cho trẻ phát triển chiều cao một cách toàn diện thì cái nguyên tắc lựa chọn cái sản phẩm đó phải theo những nguyên tắc như sau. Thứ nhất, đầu tiên là phải chứa bộ ba canxi, nano, vitamin D3 và MK7. Bởi vì ba cái dưỡng chất này nếu mà bổ sung cùng thời với nhau thì sẽ giúp cho cái việc bổ sung canxi một cách đúng cách, cũng như là tránh những cái tác dụng phụ canxi, giúp cho trẻ phát triển chiều cao một cách toàn diện. Cái thứ hai nữa là bổ sung thêm một loạt các cái dưỡng chất khác như là DHA này, chondroitin, bron, silic, mangan, các thứ vân vân nữa. Thì những cái dưỡng chất này nó cũng là những cái khoáng chất rất quan trọng trong cái phát triển chiều cao cho trẻ. Và một cái điều rất là quan trọng nữa là khi lựa chọn những cái sản phẩm để giúp cho tăng chiều cao thì các bậc phụ huynh của chúng ta phải lưu ý đến cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, có được cấp phép của các cơ quan chức năng hay chưa, tránh mua những cái hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường, và có thành phần toàn diện và tối ưu. Tức là toàn diện ở đây là bổ sung toàn diện những cái chất cần thiết, và thứ hai là tối ưu là giúp cho các cháu phát triển chiều cao một cách tối ưu nhất. Và một cái điều rất là quan trọng nữa là có cái dạng bào chế phù hợp với từng lứa tuổi, và thứ hai là các cái hàm lượng các cái vitamin và khoáng chất đó nó phải phù hợp với từng lứa tuổi để tránh tình trạng không thừa cũng như là không thiếu. Và tất cả những cái tiêu chuẩn đó như tôi vừa nêu ở trên thì đều có ở trong cái bộ tăng chiều cao Vipteen của công ty dược phẩm Vinh Gia. Trong gần 10 năm qua, tôi cũng là người trực tiếp tư vấn cho rất nhiều các bậc phụ huynh có con chậm phát triển về chiều cao, bị suy dinh dưỡng thấp còi. Dùng cái bộ sản phẩm này thì đã cải thiện rất tốt cái tình trạng chiều cao của trẻ. Tôi nghĩ đấy là cái điều mà trên thực tế rất nhiều năm qua đã được chứng minh. Ví dụ như đối với các cháu từ 6 tháng cho đến 9 tuổi, vừa có chiều cao thấp này, rồi thứ hai nữa là đặc biệt là có cái sức đề kháng yếu ấy, rất hay bị ốm đau ấy, thì cái bộ sản phẩm Previtin 2 này rất phù hợp với những cái cháu ở cái thể trạng như vậy. Bởi vì trong đó ngoài cái nhóm dưỡng chất để giúp tăng phát triển chiều cao đó là vitamin D3, canxi, nano, MK7 và các cái dưỡng chất khác như bron, silic, mangan, thì trong này còn có chứa thêm một cái nhóm chất giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ, tức là chứa thêm imun alpha và colostrum, tức là sữa non. Đối với các cháu từ 6 tháng cho đến 9 tuổi, là cái lứa tuổi 6 tuổi bắt đầu chuẩn bị đi học ấy, thì ngoài cái nhóm bổ sung dưỡng chất tăng chiều cao tức là vitamin D3, canxi, nano và MK7 thì các cháu rất cần bổ sung thêm taurin, DHA và EPA. Đây là những cái dưỡng chất hết sức quan trọng giúp cho trẻ phát triển thị giác cũng như là về trí não. Thì Previtin 3 rất phù hợp với những cái cháu như vậy. Thế và đặc biệt là cái dạng cuối cùng là cái dạng viên uống Vipteen thì dành cho trẻ từ 9 tuổi cho đến 18 tuổi ấy, thì lại bào chế dạng viên. Và lúc này trong cái thành phần của viên đó thì cái hàm lượng vitamin K2, hàm lượng canxi cũng như là hàm lượng các vi chất nó cao hơn để nó phù hợp với cái lứa tuổi phát triển chiều cao tối ưu ở cái giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì. Và đặc biệt ở trong cái sản phẩm viên uống Vipteen này thì có chứa thêm cái thành phần chondroitin, là cái thành phần mà tôi đã phân tích ở trên ấy, nó có tác dụng làm cho cái sụn tiếp hợp, tức là cái nơi tiếp giáp giữa hai cái đầu xương dài ấy, nó gắn canxi vào, nó dài ra nhanh hơn. Thế cho nên là đây là cái dưỡng chất mà rất là quan trọng, người ta bổ sung vào thêm cái thành phần viên Vipteen để giúp cho các cháu tăng chiều cao tối ưu ở lứa tuổi dậy thì và tiền dậy thì. Đấy thì tôi nghĩ đấy là những cái ưu điểm rất là nổi trội của cái sản phẩm tăng chiều cao Vipteen. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipteen tăng chiều cao toàn diện cho trẻ từ 6 tháng tới 18 tuổi, giúp trẻ tăng nhanh chiều cao và thể lực, tăng khối lượng xương, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, dẻo dai. Rất cần cho trẻ bị thiếu chiều cao, còi xương, hư hỏng răng. Bộ sản phẩm Vipteen tăng chiều cao toàn diện với thành phần toàn diện, chứa thành phần toàn diện gồm bộ bacacin nano, vitamin D3, MK7 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chứa chondroitin, DHA và các khoáng chất cần thiết cho xương. Bộ Vipteen có dạng bào chế phù hợp với từng giai đoạn, đặc điểm phát triển của trẻ. Cụ thể, Vipteen hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Previtin 2 và Previtin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Vipteen giúp trẻ tăng chiều cao tối đa, nên sử dụng liên tục, kết hợp với chế độ dinh dưỡng đúng và đủ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ được bác sĩ tư vấn, tôi đã chọn được một sản phẩm tăng trưởng chiều cao một cách toàn diện, đó là sản phẩm Vipteen. Với sản phẩm Vipteen thì đây là một sản phẩm có chứa bộ 3, canxi nano, D3, MK7 và rất là nhiều dưỡng chất để hỗ trợ cho việc tăng trưởng chiều cao rất là tốt. Và thật là đáng mừng, sau một thời gian sử dụng thì con của tôi đã tăng trưởng chiều cao một cách rất là rõ rệt. Đặc biệt nha, là về sức khỏe, về thể lực là bé tốt hơn rất là nhiều. Và với một người làm mẹ như tôi á, khi mà nhìn thấy con mình được sử dụng một sản phẩm có hiệu quả như vậy thì tất nhiên tôi cũng an tâm để cho con mình sử dụng sản phẩm Vipteen một thời gian lâu dài, để cho bé có một hành trang thiệt là tốt để bước vào tuổi dậy thì. Xin được cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích đến từ chuyên gia Lê Thị Hải, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Vipteen giúp tăng chiều cao toàn diện cho trẻ của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt quý vị tại đây, và nếu như quý vị có thắc mắc thì hãy vui lòng gọi điện tới tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 558889 hoặc số hotline 24/7 0896 509 509. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư songkhoe@bacsitư vấn.vn hoặc chi tiết hơn hãy tham khảo tại website bacsitư vấn.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn, chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt. Vipteen giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bóng A canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.